Mày về má không nhận ra luôn các bạn ơi. Tụi nó nhìn nhau tụi nó cười. Cười đi sặc như hấu thua nha. Để tôi cười sặc chết á. Các bạn ơi, ngước mặt lên nè. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Thì các bạn ơi, hôm nay mình đã mua sẵn hai trái dưa hấu nè các bạn ơi. Hai trái này chắc 4kg á. Thì hôm nay mình sẽ chơi một thử thách nha các bạn. Thử thách của mình sẽ là ăn dưa hấu mà không dùng tay nha các bạn nha. Có nghĩa là bây giờ mình chia làm hai đội nha các bạn đây. Mỗi đội là một trái dưa hấu nha các bạn nha. Thì trước tiên mình sẽ đập trái dưa hấu này bể ra mà không biết đập sao thì kệ. Xong rồi mình sẽ không dùng tay, mình sẽ ăn bằng cái miệng như vậy nha các bạn nha. Thì các bạn ơi, nếu như mà hai đội thi với nhau mà đội nào ăn hết trái dưa hấu trước thì đội đó sẽ được 500 ngàn nha các bạn nha. Ăn cái này bể bụng luôn các bạn ơi. Đó, mình sẽ để đây nha các bạn. Đập đi chịu nên đi ăn lẩu. Cái này để đây không được đâu, mình cắt cái túi đi. Cái gì kỳ vậy? Để đây nè mày. Đây đây. Thôi mình vô, mình có ăn được. Đưa đây trọng tài giữ cho. Đưa trọng tài giữ. Ở đâu ra ngon lành cành đào vậy? Chút nữa mấy bạn cứ ngồi ăn đi, trọng tài lấy tiền đi về trước. Ok, 1, 2, 3. Nói nè, bắt đầu đập, không được đập với bàn, ví dụ nói vậy. 10 phút thôi nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Giao là chỉ đập bằng tay nha, không được đập xuống bàn nha. Rồi, ai rồi. Chốt rồi, chìa bông gân á. Dạ. Trời ơi, chết rồi. Cái này sao? Trời ơi, ghê. Ơ, không được bàn tay. Sao mà không xẻ được? Sao mà không xẻ được? Rồi, ăn đi. Cố lên, cố lên. Một phút đã trôi, gần một phút đã trôi qua. Thôi, phải dùng tay nha. Dùng tay một lần thôi nha. Ông ơi, ơi, hấu mà. Giống như con heo à. Sặc nhả ra là không được tính nha. Nhả ra ăn lại nha. Ngon thiệt. Ê ê, không dùng tay một lần thôi, vi phạm. Ờ thôi coi camera là thấy lại là phạt tiền đó. Dùng tay một lần đầu tiên thôi. Trời ơi, mặt lại giống con heo á. Hai đội áo đen cố lên, đội sọc caro với màu xám cố lên. Mặc cái đưa màn hình ra bắt đầu thế. Các bạn ơi, bình thường á ăn dưa hấu rất là thích nhưng các bạn nha, trời nóng này ăn rất là mát. Nhưng hôm nay ăn không bằng tay y như là cực hình vậy các bạn. Mà còn phải ăn thật là nhanh nữa chứ. Còn phải ăn thiệt là nhanh nữa, một chút mặt mũi người nào người đấy y hệt con heo luôn. Các bạn ơi, ăn như vậy thật là dễ thương. Mình mới đầu tư nuôi 4 con heo sữa nha các bạn nha. Cố lên nào, 500 đang chờ các em trước mắt nào, cố lên. Quá dữ luôn các bạn ơi. Đợt này là ăn dưa hấu no luôn, tởn luôn. Trời ơi, bé Hằng dễ thương quá, các bạn, bé Hằng đỏ lét luôn. Cười đi Thu, gắng chịu nha. Ăn thôi em lưỡi lưỡi. Cánh sâu quá sao mà ăn. Bởi vậy mới ngon. Để lưỡi liếm. Sâu quá không biết ăn sao hết là được. Các bạn ơi, để các bạn ơi. Các bạn nhìn giống như mấy con chuột con heo gì gặm nhấm không các bạn. Đây, đây là đội màu đen của chị Nguyên Rùi đây. Đó, chị Nguyên Rùi đang gặm rất là cừ khôi. Đó, các bạn nhìn bằng Nguyên đây. Trời ơi, thật là giỏi. Bạn Hiền gặm cũng rất là giỏi nha các bạn nha. Không thua kém gì bạn Nguyên. Có chừng rớt, rớt, rớt. Dễ thương. Bên đây hai bạn này đang cắm đầu, cắm cổ. Hai bạn này đang cắm đầu, cắm cổ gặm. Trời ơi, quá giỏi luôn các bạn ơi. Bên đây hả? Bên đây họ chỉ chia làm 3 miếng thôi, bên kia 4 miếng. Các bạn thử đoán xem đội nào là người chiến thắng nha. Ăn vậy hết được chưa? Chưa hết đâu. Ăn hết nổi má. Các bạn ơi, các bạn nhìn bạn Hằng ăn đây, các bạn Hằng mới cắn cái vỏ để lược hết cái phần thịt
để ăn. Quá giỏi. Trời ơi, bạn nam của mình cũng không thua kém gì. Đây bạn Nguyên nó mắc ói gì là cắn phải vỏ. Cố lên nào, 4 phút trôi qua rồi. Chúc mình sẽ kiểm tra nha, đội nào thắng người đó sẽ được 500 ngàn của mình. Các bạn ơi, các bạn ơi, bây giờ mình quay cái mặt của mọi người, các bạn sẽ cười chết luôn. Còn hơn là chú Hà nữa, cái mũi đỏ đỏ, hai cái má đỏ đỏ. Cả ngày miếng đỏ rồi. Ê bạn Hằng kia, người ta sửa cái miếng nhau hả? Sửa cái lấy cái miệng sửa, ai cho lấy cái tay? Thôi nó gớm, chảy nước gớm. Các bạn ơi. Ủa, các bạn ơi, các mọi người đang tập trung ăn cho nên không thể nhìn được cái mặt của bọn không thể nhìn được cái mặt của mình. Sau khi mình quay xong họ sẽ được nhìn thấy cái mặt của họ. Họ mặt của họ thật là dễ thương. Các bạn ơi, bên kia, bên kia sao vậy? Nhanh lên. Ngu quá, ăn đi, còn nói nữa. Các bạn ơi, các bạn ơi, nhìn mặt mấy bạn này thật là dễ thương. Cái này đưa cái mặt này về má không nhận ra luôn các bạn ơi. Tụi nó nhìn nhau, tụi nó cười. Cười đi, sạch cái hấu thua nha. Các bạn ơi, ngước mặt lên nào. Không, trong này dễ thương lắm. Nhìn trong camera dễ thương lắm. Nhìn vô camera nào. Dễ thương lắm. Ăn đi nhanh lên nào. 6 phút rồi. Ờ, chỉ còn 3 phút mấy nữa thôi, 6 phút mấy rồi, còn 3 phút mấy nữa thôi, cố lên nào. Hôm nay là mấy em đã xây dưa hấu rồi. Ôi dễ thương, nhìn cái mặt này cưng chết được. Bên kia ăn giỏi kia chứ. Các bạn ơi, vì 500 ngàn đôi khi gì đồng tiền của người ta bất chấp lắm các bạn. Ôi ơi, bạn Hằng ơi, nhìn bạn Hằng rất là phê pha luôn, vẻ mặt thật là đáng yêu. Bạn ơi, trong đây có một bạn nam thì bạn nam cũng bây giờ cũng thành son môi luôn rồi. Không phải son môi mới là son cằm. Ăn lại gì nữa hả? Bên đây tao ăn gọn gàng rồi. Ủa, ăn để nó mới hết cái đỏ chứ. Kìa, còn có 2 phút mấy nữa thôi, cố lên nào. Ăn gần ghê. Ăn mà còn cái đỏ đỏ là không có được tiền nữa con. Ăn gần ghê, cái mặt gần ghê. Các bạn ơi, nhìn gần. Nhìn gần mới như hấu. Nhìn gần mới như hấu của đội bạn áo đen. Hai bạn áo đen nhìn gần. Các bạn thấy không, sự nhiệt tình hết sức luôn. Vì 500 ngàn, các bạn biết đáng giá 500 ngàn nó cỡ nào không? Coi đây các bạn nhìn đi, nhìn đi. Nếu mà mình không bắt gặp thì mình chỉ tưởng đây là những con chuột nó ăn dụng dưa hấu cho mình thôi. Các bạn nhìn đây, đây, đây lên trên đội bạn Hằng cũng rất là khí thế. Nhưng với đội này, mình chỉ ăn chưa đắp bằng nào các bạn. Mình chỉ ăn chưa đắp bằng nào dưới da dưa hấu. Quá dễ thương luôn. Đúng không Nguyên? Gần hết giờ rồi. Đẩy lên cái này vô sao quá trời. Trời ơi, bạn Hiền ngước mặt lên cưng ghê luôn. À, đội mình thắng rồi các bạn ơi. Chưa hết giờ mà ăn đi. Chưa hết giờ đâu. Ăn giờ nào mà thấy trắng miếng dưa hấu mới được. Nên này còn nhiều đó. Thì nãy miếng Hiền ơi. Các bạn ơi, mình hơi cười, nó hơi lắc vào camera xíu. Mình nhìn mặt bạn Hằng quá phê pha luôn. Hồ hồ vậy. Giống như kiểu nào vừa hả? Đang cỡ ăn nhanh hơn. Ăn nhanh để nhân miếng chưa hết nữa. Ăn nhanh hơn. Ta cắn đi. Không hôm hoài.
Các bạn ơi, bạn Nam này đang rất là tích cực nha các bạn. Ôi trời, bạn Hiền lầy quá quá gớm luôn các bạn ơi. Trời ơi, giống chảy máu cam quá vậy bé Hằng ơi. Đừng có nhìn nhau mà cười. Hết giờ, chuẩn bị hết giờ rồi. Đếm đếm tới 3 hết giờ nha mọi người nha. 1, 2, 3 hết giờ. Ngừng. Hết giờ rồi, nhả ra đi hai người kia ơi. Chưa, tôi bên em mình đông gì. Các bạn ơi, nhìn dễ mặt nè. Trời ơi, quá dễ thương luôn. Đây, mình sẽ kiểm tra nha. Kiểm tra bên nào ăn hết. Trời ơi, đồ này ăn ghê quá à. Chắc chảy ra ngoài nhiều hay sao á. Bê bết không? Bê bết gì bê tha thấy gớm nó luôn. Nhỏ không còn để dành luôn rồi. Biết bật mai thôi. Đội bên này thua cuộc nha các bạn nha. Thôi bây giờ 500 ngàn mình đành ngậm ngùi mà đưa cho đội bên đây. Ăn đã xíu xíu rồi đó. Tiền vô đó.